Đây mới là ý tưởng độc đáo thực sự. Một người đàn ông chỉ tốn $20 mua một chiếc đầu xe máy cày bỏ đi từ đống rác. Sau một thời gian nghiên cứu của riêng mình, anh ta đã biến nó thành một chiếc xe máy có phong cách hậu tận thế và hầm hố. Anh ta còn lắp đặt cả bánh xe cũ lên trên. Không phải nói chứ, nhìn chỉ có một chữ chiến. Ngoài vẻ ngầu lòi đặc biệt bên ngoài ra, chiếc xe cũng được trang bị một động cơ cực khủng. Trước đó họ đã từng tạo ra một chiếc xe máy hai bánh dẫn động bằng động cơ diesel. Cái dáng đẹp đến mức khiến anh ấy nhớ lại cũng không kìm nén được lời khen. Vì vậy anh đã nghĩ liệu có thể tạo ra một chiếc xe máy điên rồ hơn không. Ý tưởng của anh ấy là mang lại cảm giác như thập niên 1920, đồng thời nó cũng có phong cách như thế giới đang đến hồi kết. Nhưng sau khi hoàn thành khung xe máy, họ phát hiện ra một vấn đề hoàn toàn mới. Ban đầu ý định của anh ấy là lắp một động cơ diesel xi lanh đơn dung tích 1,1 lít vào trong. Nhưng vấn đề là động cơ diesel thông thường thường lớn và nặng hơn, động cơ trên xe máy lại cần nhỏ gọn. Đây là lý do khiến họ phải thiết kế lại khung xe, hoặc có thể lấy một động cơ diesel từ một chiếc đầu máy. Vì vậy, đoạn video đầu tiên đã xuất hiện. Sau khi đi một vòng trên khu vực rộng lớn, họ đã phát hiện ra chiếc máy này. Mặc dù trước đây không biết nó được sử dụng để làm gì, nhưng rõ ràng nhà thiết kế đã có sự quan tâm mạnh mẽ đối với nó. Sau khi thực hiện đo đạc đơn giản bằng thước đo, họ đã thỏa thuận vui vẻ với giá $20 với động cơ phù hợp. Tiếp theo là chi tiết hóa kế hoạch thiết kế. Đầu tiên, họ sẽ cố định động cơ vào khung xe và lắp đặt một bình xăng chống sốc hoàn toàn mới. Sau đó, để nâng cao công suất của nó, kết hợp với hệ thống tăng áp turbo mới, với sức mạnh dồi dào như vậy, tất nhiên không thể thiếu hộp số. Họ cũng sẽ kết hợp nó với hộp số vô cấp, đồng thời cũng sẽ lắp đặt một bộ chuyển số dành riêng cho xe máy, còn hệ thống điện để duy trì xe máy. Anh ấy cũng đã suy nghĩ kỹ về điều đó, đó là việc tháo bỏ bánh đà trên động cơ, sau đó biến nó thành một máy điện từ và thêm một số phong cách phiên bản ngày tận thế cho xe máy. Điều này bao gồm cả bánh đà lưới cũ kiểu cổ điển, càng trước được tùy chỉnh, và họ cũng sử dụng hệ thống treo lò xo kiểu cần cẩu, làm tấm xe có kiểu dáng hướng về phía sau. Cuối cùng, sơn lớp sơn màu đen cho toàn bộ khung xe và được trang trí bằng vải màu đỏ. Như vậy, chiếc xe đã có phong cách tùy chỉnh độc đáo, đồng thời còn mang đến cảm giác của ngày tận thế. Trong phòng làm việc, họ đang thực hiện kiểm tra lắp đặt động cơ. Có thể thấy rằng, các bộ phận trên đã gần như được tháo ra. Còn hộp nhiên liệu, họ sẽ lắp đặt sau khi đã lắp xong bánh đà, tiếp tục tìm vị trí phù hợp để tùy chỉnh, là một thành phần quan trọng trên động cơ. Chức năng của bánh xe là như một bộ lưu trữ năng lượng. Khi động cơ hoạt động ở tốc độ cao, nó sẽ lưu trữ năng lượng tăng thêm. Sau đó, nó sẽ được giải phóng ở tốc độ thấp để cân bằng sự ổn định của tốc độ. Kích thước của bánh xe cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lượng năng lượng được lưu trữ. Vì vậy, nhìn chung, động cơ càng lớn, sự ổn định của động cơ càng mạnh, hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu cũng sẽ tốt hơn. Theo tính toán của họ, sau khi hoàn thành, chiếc xe này dự kiến tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2 lít trên 100 km. Theo tiến trình dự án, hệ thống động cơ của xe cũng dần hoàn thiện. Hiện tại, nó đã có phong cách cuối cùng. Anh ấy đã tìm mua một chiếc ghế tay thủ công cực kỳ hấp dẫn từ cửa hàng đồ cổ. Sau đó, lắp đặt bánh xe và lốp cổ điển, tiến hành điều chỉnh hệ thống chuyển động tỉ mỉ. Nhưng quan trọng nhất là hệ thống phát điện trên xe. Cái đĩa này được làm dựa trên kích thước của bánh xe. Ở trên có đai ốc không chỉ để trang trí, mà còn để cuộn dây đồng sử dụng trong quá trình phát điện. Nguyên lý phát điện của nó cũng rất đơn giản. Khi động cơ hoạt động, nam châm sẽ tạo ra dòng điện trên dây đồng trước tiên. Sau đó, thông qua một dây dẫn, đưa năng lượng điện này vào biến áp đã được kết nối. Cuối cùng, đưa điện đã qua biến áp vào hệ thống điện. Như vậy, có thể cung cấp nguồn điện liên tục cho đèn. Tuy nhiên, mặc dù lý thuyết như vậy, nhưng thực tế và tính khả thi cần được kiểm tra. Vì vậy, họ đã để lại hai đầu dây đặc biệt trong cuộn dây phức tạp để thực hiện các thử nghiệm. Họ đã kết nối hệ thống dầu với hai đầu dây đã được kết nối. Dưới đây là cách để làm cho động cơ diesel này hoạt động. Ngay lập tức, anh ấy đã lấy một chiếc máy vặn vít, trên đầu còn có một mũi vặn phù hợp. Có lẽ cả chiếc máy kéo cũng không ngờ, một ngày nào đó, nó sẽ được khởi động bằng cách này. Với tốc độ ngày càng tăng, con số trên đồng hồ đo cuối cùng cũng ở mức 175. Điều này cho thấy máy phát điện không chỉ đủ năng lượng đến cung cấp điện cho tất cả các nhóm đèn, thậm chí còn có thể sạc điện thoại. Bây giờ khi phần khó nhất đã được hoàn thành, tiếp theo là quá trình cuối cùng, trang trí nó lộng lẫy. Tái tổ chức tất cả các phụ kiện trước đó. Và để bán với giá tốt hơn, anh ấy còn cho nhân viên quay một đoạn video quảng cáo. Không lâu sau khi video được đăng, đã có một người mua đến nhà. Và anh ta không phải ai khác mà chính là em trai ruột của ông chủ. Mặc dù về ngoại hình, hai người thực sự khác biệt nhau, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sở thích chung của họ. Anh ta, người có bằng tiến sĩ kỹ thuật, đã để ý ngay chiếc xe máy đẹp mắt này. Dù anh ấy làm mỗi ngày một thứ khác nhau, nhưng đây không phải là một chiếc xe tải. Nó trông giống như một thí nghiệm khoa học trên hai bánh xe. Tôi phải nhìn thấy nó bằng mắt của mình. Phải nói rằng chiếc xe máy này thật sự rất ngầu. Nó không chỉ giống như một con quái vật khoa học, mà bên trong còn kết hợp nhiều hành động nghệ thuật, bắt đầu từ khung đơn giản này. Nhìn vào những gì anh ấy đã suy nghĩ là làm thế nào để có thể chứa được
một động cơ diesel đơn xi lanh dung tích 1,1 lít. Sau đó, để có đủ công suất mạnh mẽ, anh ấy đã lắp thêm một bộ tăng Afterburner GT25 và một hộp số 5 cấp cùng hệ thống điện từ dệt thủ công. Dưới tác động của bánh lớn, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ khoảng dưới 2 lít trên 100 km. Năng lượng điện được tạo ra cũng đủ để duy trì hệ thống chiếu sáng trên xe máy, và sự tồn tại của nó có thể nói là làm tăng giá trị thẩm mỹ của cả chiếc xe máy. Ngoài ra, anh ấy còn kết hợp nó với càng trước đặc biệt và kết nối hệ thống treo kiểu cánh đơn lên trên. Sau đó, đầu xe là một chiếc đèn pha thể thao cùng một bộ tay lái sau rộng rãi và lốp xe máy cổ điển, bánh xe phao cổ điển và ghế da thủ công. Ngoài ra, lớp sơn màu cam này và nhiều chi tiết khác. Sau cùng, chiếc xe này cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Nó cũng đáp ứng phong cách thời kỳ tận thế mà anh ấy muốn. Đây là một chiếc xe máy tuyệt vời. Cảm giác nó dài và lớn, nhưng nó cổ điển hơn những gì tôi tưởng tượng, bởi vì nó được trang bị động cơ diesel 1100cc. Dù hai người là anh em ruột, nhưng mua đồ vẫn phải trả tiền. Vậy một chiếc xe máy phun khói đen như vậy, cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tiền? Em muốn anh tính giá cho em như người thân à? Em biết đây là tác phẩm của Sam, anh không muốn công sức của Sam bị lãng phí. Em sẽ mua với giá gốc. Đây là tác phẩm nghệ thuật đấy. Vậy bạn nghĩ chiếc xe máy như vậy có đáng 30.000 đô la Mỹ không? Nếu là bạn, bạn sẵn lòng chi tiêu số tiền lớn như vậy để mua không? Video đến đây là hết rồi. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.